Câu chuyện đầy cảm hứng và xúc động về tiệm bánh của chàng trai mặt sẹo. Chuyện hay nhặt nhạnh trong mùa mưa lũ. Quý vị đang đến với bản tin tổng hợp trên kênh Tin Tức Việt và ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, câu chuyện về nghị lực vươn lên trước số phận, không ngừng theo đuổi ước mơ kể cả khi những giấc mơ có lúc tưởng chừng như vụt tắt. Ông chủ tiệm bánh mặt sẹo đang là tấm gương khiến cho nhiều người cảm phục, xúc động và truyền cảm hứng mạnh mẽ về một hoàn cảnh vượt qua nghịch cảnh, thay đổi số phận. Năm 10 tuổi, Quý Hải vào tiệm mua bánh mừng sinh nhật một người bạn câm điếc, nhưng cậu bé đã bị đuổi ra ngoài vì khuôn mặt xấu xí, chằng chịt sẹo. Kể từ đó, cậu luôn đau đáu với ước mơ có một tiệm bánh của riêng mình. Ở đó sẵn sàng tiếp đón tất cả những vị khách, dù nghèo khổ hay vẻ bề ngoài trông như thế nào đi nữa. Thế nhưng phải 17 năm sau, ước mơ của Quý Hải mới trở thành hiện thực tại quê nhà, trên đường Hùng Vương, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum. Ngô Quý Hải, 27 tuổi, vốn sinh ra lành lặn, nhưng sau lần bị bỏng nặng lúc chưa tròn 1 tuổi, khiến cho gương mặt của cậu biến dạng. Suốt thời thơ ấu, không có đứa trẻ nào trong xóm chịu chơi với Hải. Người bạn duy nhất của anh lúc bấy giờ là một cậu bé bị câm điếc gần nhà. Cả hai chúng tôi có chung nỗi buồn là không ai chịu làm bạn với mình, Hải kể. Năm 6 tuổi, Hải được ba mẹ đưa đến trường. Sau 4 tháng, cậu bé một mực không chịu đi học nữa vì thường xuyên bị bạn bè trêu chọc, kỳ thị. Tuổi thơ của Hải chỉ quanh quẩn trong tiệm tạp hóa nhỏ của mẹ, phụ vài ba việc lặt vặt. Lần đầu tiên được lên thành phố năm 10 tuổi, Hải và cậu bạn thân đứng trước một tiệm bánh sang trọng với nhiều loại bánh ngọt lần đầu tiên trông thấy. Hai đứa trẻ ao ước sẽ được nếm thử. Về nhà, Hải cố gắng dành dụm tiền trong nhiều tháng. Khi đủ số tiền mua một phần bánh, anh lại cùng bạn mình hí hửng dắt nhau ra phố để mua. Tuy nhiên, vừa bước vào cửa tiệm, nhân viên đã không nghe tụi mình giải thích và đã gọi bảo vệ đuổi ra ngoài. Lúc đó mình cảm thấy rất hụt hẫng và buồn. Hôm đó còn là sinh nhật bạn của mình, Quý Hải hồi tưởng. Mang ước mơ trong mình, nhưng Hải biết thực hiện được là điều vô cùng khó khăn. Càng lớn, Hải càng cảm thấy cô độc, không thể vượt qua mặc cảm với khuôn mặt sẹo của mình. Năm 15 tuổi, Hải bắt đầu nghĩ về tương lai. Cậu mạnh dạn bước ra khỏi nhà, đi tìm chỗ học nghề, nhưng không nơi nào nhận vì những lý do như không biết chữ, ngoại hình xấu xí hay không đủ sức khỏe. Đã có một khoảng thời gian hơn 2 năm, mình không bước chân ra khỏi nhà. Mình thả trôi và buông xuôi mặc kệ số phận, Hải kể. Đến 22 tuổi, thế giới của Hải cũng chỉ gói gọn trong căn nhà nhỏ. Năm 2016, Hải được tổ chức từ thiện tài trợ chi phí bay sang Đức phẫu thuật để tách phần da dưới cằm dính chặt với phần da ngực. Chuyến đi không chỉ làm thay đổi diện mạo của Hải một cách tích cực, nó còn làm thay đổi những suy nghĩ trong đầu anh. Sau 21 ngày hôn mê, Hải tỉnh lại. Thấy anh buồn vì nhớ nhà, các bác sĩ y tá người Đức đã bật cho Hải nghe những bài nhạc quê hương. Họ còn học những câu chào hỏi tiếng Việt cơ bản để hỏi thăm và động viên anh. Biết tin Hải nằm viện, những cô bác trong hội đồng hương người Việt đã vượt một quãng đường rất dài để đến thăm Hải. Lần đầu tiên chàng trai đón tuổi mới với những người xa lạ, với một bữa tiệc sinh nhật ấm áp. Mình không nghĩ có nhiều người tốt đến thế, không phải ai cũng kỳ thị và xua đuổi mình. Nằm viện mình thấy nhiều người đến phẫu thuật với vết bỏng nặng hơn, họ vẫn lạc quan. Được đi ra bên ngoài, mình cảm thấy mình còn may mắn lắm, Hải trải lòng. Trở về quê hương sau chuyến đi, Hải đăng ký học nghề bếp trong một trung tâm ở Hà Nội để quyết tâm hoàn thành ước mơ năm 10 tuổi của mình. Nguyễn Thị Hương, 24 tuổi, một người bạn trong lớp nghề bếp của Hải nhớ lại. Hải không chỉ là người có ngoại hình khác biệt nhất so với những bạn trong lớp mà còn là người có xuất phát điểm thấp nhất vì không biết chữ. Vừa học nghề, Hải phải tranh thủ giờ nghỉ buổi tối để tập viết. Người khác học vất vả một thì Hải phải 10 phần. Buổi học đầu tiên ở trường nghề, trong khi những người bạn cùng lớp chép được 2 trang vở, Hải chỉ viết được 2 dòng với những chữ cái đơn. Sau gần 2 tháng, với những đêm thức tới gần 2 giờ tập viết, Hải đã có thể viết thành thạo. Ở trường nghề, lần đầu tiên trong đời mình được tiếp xúc với nhiều người và có nhiều bạn bè. Họ khoác vai lúc chụp hình lưu niệm, mình thấy không lạc lõng. Mọi người ở đây đều có một hoàn cảnh khó khăn riêng, chúng mình coi nhau như anh em và mình cũng không còn cảm thấy khác biệt, Hải nói. Chị Nguyễn Thanh Thúy, một giáo viên dạy kỹ năng sống ở trung tâm Cô Tô, lúc đó nhớ lại. Trên tay Hải lúc nào cũng có giấy bút để ghi chép. Lúc đó chàng trai rất ốm yếu, nhưng chịu khó đứng bếp thực hành và luôn lo lắng với ngoại hình của mình, liệu có xin được việc hay không.
Ngày bạn ấy tốt nghiệp, tôi đã khóc vì cố gắng của Hải đã đạt được kết quả, chị Thúy kể. Dù vẫn thường xuyên tâm sự với giáo viên và những người bạn chung lớp về ước mơ mở tiệm bánh, nhưng sau khi ra trường, Hải không về quê ngay mà chọn cách tìm việc làm trong các nhà hàng để học hỏi kinh nghiệm. Thế giới của mình vẫn còn nhỏ lắm, mình nghĩ cần nên ra ngoài để va chạm, Hải nói. Đầu năm nay, chàng trai 27 tuổi trở về quê hương Ngọc Hồi, một tiệm cà phê với những loại bánh, trà sữa của anh là món quà dành tặng cho những trẻ em quê mình. Hải mong những đứa trẻ như anh ngày xưa sẽ không phải đi xa, rất xa thành phố mới thấy và mua được những chiếc bánh xinh xắn. Chàng trai đứng quán cả ngày, vui vẻ giao tiếp với khách hàng mà không còn chút tự ti nào. Thấy những đứa trẻ lang thang bán vé số, anh thường gọi chúng vào và tặng một chiếc bánh. Tuy nhiên không ít lần, một vài vị khách khi vừa bước vào tiệm, vừa trông thấy Hải, họ lại vội bỏ đi, khiến cho anh hụt hẫng. Mình chỉ buồn vài giây ngay lúc đó rồi thôi, tiệm bánh là cả tuổi thơ, là thanh xuân cố gắng của mình. Thực hiện được lời hứa với bản thân là mình thấy nhẹ nhõm, Hải chia sẻ. Tạm biệt ông chủ mặt sẹo với câu chuyện truyền cảm hứng, mời quý vị cùng chuyển sang thông tin đáng chú ý kế tiếp. Thưa quý vị, nước ta đang bước vào mùa mưa bão, dự báo mùa bão năm nay sẽ không khốc liệt và dị thường như năm 2020. Thế nhưng để sống chung được với lũ, chống chọi được với thiên tai, người dân Quảng Bình đã có nhiều sáng kiến độc đáo. Là vùng đất luôn luôn xảy ra mưa bão lớn nên người dân miền Trung và Quảng Bình đã có những sáng tạo để ứng phó với thiên tai mà sinh tồn. Hơn chục năm nay, vùng rốn lũ Tân Hóa, huyện miền núi Minh Hóa đã không còn lo sợ khi mùa mưa lũ đến và đỉnh lũ ngập mái nhà đến vài mét nước. Bởi từ lâu, người dân vùng rốn lũ này đã tự làm hoặc được hỗ trợ hàng trăm nhà phao bè. Đó là những ngôi nhà rộng từ 15 đến 30 mét tùy theo từng hộ dân. Nhà được thiết kế chắc chắn nằm trên hệ thống phao là những thùng phi nhựa. Khi nước lũ dâng đến đâu thì nhà phao nổi lên đến đó. Tài sản, lương thực, vật nuôi được bà con đưa lên đó và an toàn trong những ngày mưa lũ. Vùng lũ xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, nhiều gia đình đã áp dụng kiểu nhà phao để chế những bè nổi làm nơi chất đồ đạc tài sản. Nước dâng, bè phao nổi, vậy là yên tâm. Nhà ông Lê Văn Thế, xã Tân Ninh có mái tôn chắc chắn. Trước lũ, ông kêu người phụ giúp, dùng tay treo hẳn mấy cái xe máy lên cao, chạm mái tôn. Lũ năm ngoái, xe bị ngâm nước, tốn gần 1 triệu bạc mới nổ máy được. Trong lũ năm nay, ông Tân xoa tay. Giờ thì khỏi lo, nước lũ vừa rút là hạ xe xuống để có phương tiện đi lại ngay và khỏi mất tiền bảo dưỡng. Thấy nhà ông cậu có nuôi mấy con heo nái, cứ đến mùa mưa lũ là lo cuống cuồng, sơ tán heo lên chỗ cao cho khỏi ngập. Anh Nguyễn Long, xã Hàm Ninh, hiến kế bảo cậu sửa lại cái chuồng heo, đào thấp xuống, dưới đó kê 4 cái thùng phi nhựa, rồi gác đá, lát sàn. Bình thường heo ở yên, khi lũ dâng, phao cùng dâng lên, heo ở trong chuồng cũng yên tâm. Anh Long hồ hởi, từ nay lũ có ngập mái nhà, chỉ có mấy con nái của cậu vẫn cứ không bị ảnh hưởng gì. Lũ rút, chuồng từ từ hạ xuống trở lại bình thường thôi. Chúng tôi về xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, ghé thăm nhà ông Nguyễn Mậu Sơn để xem chiếc thuyền trị giá 2 triệu đồng lại rất hiệu quả của ông. Ông Sơn bảo, thấy lũ năm ngoái khủng khiếp quá, nhà ai cũng kêu cứu vì không có phương tiện. Sau mấy đêm suy tính, ông Sơn nhớ chuyện phao bè nên đi mua hơn chục ống nhựa loại tốt, phi 90. Ống nhựa dài 4 mét, ông cắt nối thành 6 mét rồi ghép thành con thuyền. Phía sau đuôi thuyền được nối vắt ngược lên để khi cần là giáp máy đẩy vào cho thuận tiện. Những ống nhựa được kết nối bằng hệ thống kẹp thép chắc chắn, hai bên có kẹp chặt hai ống nước lớn, làm ống giám lắc cho con thuyền khỏi tròng trành. Khi sử dụng, trong lòng thuyền có thể lát tôn, ván hoặc tấm bạt dày là được, nước không vào lòng thuyền. Ưu điểm của con thuyền ống nhựa này là rất khó chìm và nếu nước làm đầy thì nó vẫn lập lờ nổi chứ không chìm nghỉm như thuyền tôn sắt. Người dân cũng đã dần quen sống chung với lũ. Sau cơn lũ lịch sử vào năm ngoái, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đầu tư cho các vùng dân cư, nhà cộng đồng tránh bão, tránh lũ, nhà tránh lũ gia đình, nên bà con đã có được nơi trú tránh an toàn. Khi lũ lớn, bà con không phải di rời xa. Nhà bà Nguyễn Thị Lê ở xã Tân Ninh có 4 mẹ con và khá khó khăn. Năm ngoái, trong lũ lớn đã phải kêu cứu lực lượng trong đêm, băng lũ để đưa 3 mẹ con lên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Năm nay nhờ căn nhà tránh lũ nên cả nhà và mấy nhà hàng xóm dọn đến. Bà bộc bạch, trong thôn có thêm nhà cộng đồng và mấy nhà tránh lũ mới nên bà con đỡ khổ rồi. Mọi người không phải kêu cứu và không phải di chuyển xa, vất vả.
Nhiều gia đình được thuyền hỗ trợ hoặc dành dụm thu nhập để mua sắm thuyền sử dụng khi lũ đến. Những vùng thấp lũ ở khu dân cư cũng đã có 5-7 con thuyền. Anh Nguyễn Văn Thành ở Hồng Thủy, Lệ Thủy chèo thuyền đi vận chuyển đồ đạc cho mấy gia đình ở xóm trước. Anh hồ hởi, nếu mỗi xóm có hơn chục cái thuyền thì yên tâm lắm, mỗi gia đình có thể hỗ trợ nhau lúc khó khăn. Khi nước dâng thì chỉ cần một lúc là di chuyển được người, tài sản nhẹ đến nơi an toàn. Riêng thóc lúa, xe cộ thì đã được kê cao trước đó rồi. Vùng lũ An Ninh, huyện Quảng Ninh cũng đã có cảnh sinh hoạt khác. Thay vì phải dọn hàng như trước thì bà con vẫn chủ động mua bán lương thực, thực phẩm, đồ sinh hoạt như bình thường. Trong gian hàng đã được bày trên sạp gỗ, tre, được kê lên bởi vật liệu xốp nổi. Trên đó là rau dưa, đồ gia vị, đồ khô, đủ thứ. Bà con ai cần thì cứ chèo thuyền đến là cảnh mua bán diễn ra tấp nập. Bà Nguyễn Thị Hải, chủ sạp bán tạp hóa cười nói, bữa nay bà con biết cách rồi, bão thì mới thu xếp dọn, chứ lũ cao đến mấy cũng mua bán được. Rau xanh, thịt cá, gạo mắm được lấy từ chỗ không bị ngập về. Bà con có nhu cầu cứ bơi thuyền theo đường thôn đến là có đủ hết. Lũ lớn cũng không phải lo lắng nhiều như trước. Ở vùng trũng Lệ Thủy, bà con đã dùng phương pháp đóng nắp giếng để có nước sạch dùng khi nước lũ chưa rút. Nhà ông Đặng Văn Lý ở xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy có cái giếng sâu, nước ngọt, nước máy. Khi nước lũ chưa dâng, ông Lý lấy tấm ni lông phủ kín miệng giếng rồi dùng dây cao su buộc chặt lại. Khi nước lũ vừa rút thấp hơn miệng giếng nước là ông lội ra tháo tấm ni lông. Nước trong giếng vẫn trong mát, nhiều nhà trong thôn không có giếng cứ lội đến lấy về dùng thoải mái. Ông Lý bảo trước đây không làm vậy, khi lũ rút phải khâu giếng rồi vệ sinh bằng thuốc chloramin mới dùng được, nay thì khỏe rồi. Với cách này không còn nỗi lo thiếu nước sạch. Thưa quý vị, lũ năm nào cũng tới và để lại không ít những hậu quả nặng nề. Nhưng giờ đây, người dân đã chủ động hơn, bình tĩnh hơn trong cách ứng phó với mưa lũ. Cứ qua mỗi trận lũ thì bà con miền Trung lại càng nhiều kinh nghiệm để sống chung với lũ lụt theo cách bốn tại chỗ. Mong rằng thiên tai sẽ bớt khắc nghiệt hơn, mưa lũ sẽ không còn nhấn chìm tất cả để người dân yên tâm ổn định cuộc sống. Quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp trên kênh Tin Tức Việt và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất tới quý vị khán giả. Mong quý vị hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để nhận thông báo mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ mời quý vị cùng chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo.